đi đánh đá đảo Tam Nhơn, Lăng Ba Đình, đá đảo Tam Nhơn, đá đảo các tỉnh cấp đất cấp nhà của dân, đá đảo các tỉnh cấp đất cấp nhà của dân, đá đảo Tam Nhơn, đá đảo các tỉnh cấp đất cấp nhà của dân. Đi qua bên kia này, quý à, đi qua bên kia này. Đá đảo Tam Nhơn, đá đảo Tam Nhơn, đá đảo Tam Nhơn, đá đảo Quan Thanh tỉnh Bình Định cướp đất hại dân, đá đảo Quan Thanh các tỉnh cướp đất hại dân, đá đảo Tham Nhũng, đá đảo Tham Nhũng. Đảo đảo Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân Tham Nhũng. Đảo đảo Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân Tham Nhũng. Đảo đảo Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân bao che Tham Nhũng. Đảo đảo Quốc hội Bộ Nhân. 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 Bà con ơi, có ai mất đất mất nhà như chúng ta không? Mất nhiều lắm. Vậy chúng ta cùng nhau đi đòi đất tòa nhà đòi quyền lợi bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Đồng bào ơi, ai bất đắc bất nhà như chúng ta không? Vậy chúng ta cùng nhau đi đòi đất đòi nhà đòi quyền lợi nhận phúc bà con ơi. Ta chỉ vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Ta chiến thắng không bao giờ thắng bại, ta nên không không khó một lần. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng dây khóc mãi, vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Đồng bào ơi, hãy nhìn tay nhìn chân đi bà con ơi. Có đàn chó sống rồi bà con ơi.
Đây coi như công an tới, dân dân chúng tôi đi đòi công lý, đến chúng tôi đi đòi đất đòi nhà, đến chúng tôi đến quốc hội để giúp bà kiếm ngân. Bà làm cái gì bà chủ tịch quốc hội mà đến nhân dân chúng tôi như thế này? Công an đừng đàn áp nhân dân, công an dối ra trường xe hoàng xe kia, giữ đảo giữ nhà giữ đất kia, Trung Quốc đã đang đang chiếm, tại sao công an không ra cái đó để giữ gìn bảo vệ đất nước, bảo vệ đường xe hoàng xa, mà ở đây công an đã đàn áp dân, hư để bảo vệ cái ăn cướp, bảo vệ để các tỉnh cướp đất cướp nhà của dân. Giờ đến rồi chỗ đây mới cái tàu đầu lăng Ba Đình thì công an nó đàn áp nhân dân chúng tôi lên xe. Coi như tôi nói công an này ra hòn đảo Trường Sa Hoàng Sa kia bảo vệ đất nước mà gọi là anh hùng, còn ở đây bảo vệ những thằng ăn cướp của dân là lỗi khùng lỗi điên, để cái chế mà ăn cướp đất cướp nhà của dân là lỗi đó là khùng lỗi điên, ra gió Trường Sa Hoàng Sa kia mới gọi là anh hùng bảo vệ đất nước đấy. Trung Quốc nó lấn chiếm Việt Nam mình đấy, cho đã bảo vệ đừng có đàn áp nhân dân, dân khốn khổ, dân mất đất mất nhà. Đã đảo tham nhũng. Đây cái quân là đành trước nó tao chê là ăn cướp. Công an hiệp với giặc. Đa đa công an hiền với giặc ác với dân. Đa đa công an hiền với giặc ác với dân. Đa đa công an hiền với giặc ác với dân. Đa đa công an hiền với giặc ác với dân. Đa đa công an hiền với giặc ác với dân. Đa đa công an hiền với giặc ác với dân. Ra trường xe. Đấy. Ra trường xe. Cướp dân thì giỏi thôi. Cướp dân thì giỏi thôi. Giỏi đi ra ngoài nhưng mà tranh đất đi. Nó bao che, đây là công an, nó bao che là tham nhũng, bao che đảng cộng sản tham nhũng, chứ không phải là coi như là công an đến mà công an vì dân, vì nước quân thân, vì dân phục vụ. Đây là con người có bao che tham nhũng. Đa đa hồ một dân chủ tịch tỉnh Bình Định tham nhũng. Coi như các tỉnh là cướp bắt cướp nhà của dân, mà coi như là công an còn vẫn bao che bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân, bà còn vẫn bao che chứ bà không có, bà phải là chủ tịch quốc hội để mà giải quyết cho nhân chúng tôi. Đá đâu đá đâu đá đâu Nguyễn Thị Kim Ngân bùng nhân. Đá đạo. Đá đạo Nguyễn Thị Kim Ngân bùng nhân. Đá đạo. Đá đạo Nguyễn Phú Trọng bùng nhân. Đá đạo. Đá đạo Tổng Bí thư
Nguyễn Quốc Đồng Hồng Nhân. Đá đâu? Đá đâu Tổng Bí thư Nguyễn Quốc Đồng Hồng Nhân. Đá đâu? Đá đâu Tổng Bí thư Nguyễn Quốc Đồng Hồng Nhân. Đá đâu? Đá đâu Tổng Bí thư Nguyễn Quốc Đồng Hồng Nhân. Đá đâu? Đá đâu Tổng Bí thư Nguyễn Quốc Đồng cộng đồng sống ba tỉnh thành tham nhũng. Đá đâu? Đá đâu Tổng Bí thư Nguyễn Quốc Đồng cộng đồng sống ba tỉnh thành tham nhũng. Đá đâu? Tham nhũng chia dòng tiền không cần quốc tế. Đá đâu? Đá đâu? Đá đâu? Đá đâu có bao này đi ra cái gì chứ? Đá đâu? Giờ lên xe bà con mà mình Gia Lao hát cái bài vậy mà đi bà con ơi. Con, bà con mình là coi như là phải vậy mà đi. Đi đôi đất đôi nhà chứ không phải là vậy mà đi chơi đâu. Lúc nãy giờ bà con anh chị em đã chia sẻ dân dân ta miền chúng tôi còn quá khổ sở ngày hôm nay mà bắn còn đi rồi. Ở nhà cầm quyền đáng cộng sản nó quá thúi nát, quá tàn bạo ác với dân chúng tôi. Chúng tôi đã đi rồi. Giờ bà con chúng tôi, anh chị em đã chia sẻ. Xin đồng thật. Giờ bà con mình vô tay, tàn vô tay thiệt to lên người ta chia sẻ bà con chúng mình này. Cảm ơn bà con chàng cho chàng vô tay thiệt to lên. Giờ vô tay bà con ơi. Đó. Xin chào mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân ba miền chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn một lời chào thân thương mến nhất. Xin kết thúc ở đây.